Ôi con bự vậy. Quá đã. Ù cho này. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Gần Gũi Vlog. Và ngày hôm nay thì Huy sẽ dẫn cho tất cả mọi người cùng đi với Huy đi giao lưu với một người anh em. Và ngày hôm nay thì Huy sẽ dẫn cho tất cả mọi người cùng đi giao lưu với một thằng y, mà không phải là thằng y Võ Hoàng Y nha mọi người. Đây là thằng y bắt gắn. Đó. Gắn thì ở Việt Nam mình thì cũng có rất là nhiều kênh YouTube, nhưng mà kênh YouTube mà để cho người ta biết nhiều nhất đó là anh Võ Minh Phụng. Thì ngày hôm nay Huy sẽ dẫn cho tất cả mọi người cùng đi giao lưu với anh nha. Mà từ sáng tới giờ, nãy giờ hỏi đường thì người ta chỉ đi tùm lum 2D rồi BD tùm lum cho mọi người. Nãy giờ đi tìm kiếm thì cũng tìm được anh Võ Minh Phụng rồi mọi người. Thì đây. Nó tôi là không cần giới thiệu, chắc mọi người biết tôi là ai vậy. Rồi đang chào rồi. Thì hôm nay Huy nó có qua đây giới thiệu, ối lộn giao lưu với tôi á. Thì hôm nay kẹt chuyện xuất chuyện là đang sửa bẫy. Đây là bẫy của bên không, nhưng mà kết cấu này là có bên Đức Tế Công nha. Dạ. Bẫy này Đức Tế Công nè. Đó, bây giờ đang sửa bị xuống bẫy thêm. Thì bây giờ là đây là quá trình sửa bẫy thôi. Ngoài kia mới là cuộc chơi. Ngoài kia là cuộc chơi là chút xíu là mình mấy giờ mới đi thăm bẫy anh? Đã khoảng 10 giờ đi. 10 giờ hả? Nhưng mà mình sửa xong là mình đi liền. Dạ. Cái này là mình sửa này là khoảng bao lâu ta? Khoảng chừng tiếng nữa. Khoảng chừng tiếng nữa. Dạ. Cái bẫy này làm thấy công phu anh Phụng ha? Đúng rồi. Cái này là thấy nó, cái này là mình đúng vô rồi. có khoảng mấy ký anh? Con này chừng 2 ký. 2 ký hả? Thì chung mà bẫy này anh không biết, nhưng mà con khoảng 2 ký trở lại thì bài con 2 ký dính rồi. Dạ. Con anh với Đức Tế Công thì dính rồi. Dạ. Thì con bự hơn anh vẫn chưa thấy dính, tại vì dạ, mới qua đây khoảng suốt bẫy này khoảng 1 tháng thôi. Thì tầm tháng kia đó, nó chưa chạy gắn nhiều. Rồi mình làm YouTube cũng khá lâu đó mọi người, quá trời thích thú cũng như là hâm mộ anh Phụng luôn, mà ngày hôm nay mới có dịp diện kiến. Vô tình là thấy anh Phụng nói chung là anh em giao lưu. Đây là mọi người, đây là cái bẫy mà anh Phụng vừa mới hoàn thành đây. Nhìn nó rất là đơn giản, nhưng mà Huy thì nhìn cái này là giống như là đường xa mắt mù à. Đường xa mắt mù à. Không biết nữa. Nói chung người am hiểu thì dạ, dễ hiểu, còn mọi người không hiểu được. Không hiểu là không hiểu luôn. Ai hiểu thì mà. Không hiểu được. Không hiểu là không hiểu luôn. Bà mẹ nói gì trước. Ok mọi người, thì clip của mình thì cũng đến đây cũng chưa có phải là ly kỳ hấp dẫn gì cả. Chút xíu nữa anh Phụng sẽ dẫn cho Huy cũng như là dẫn cho tất cả mọi người cùng nhau với anh Phụng đi trải nghiệm thăm bẫy gắn anh. Rồi ok em. Ok. Dạ. Ok thì mọi người xem đến đây thì nếu như thích thú video của mình cũng như là yêu quý anh em mình, Huy cũng như là anh Võ Minh Phụng, thì đừng quên để lại cho anh em mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho anh em nha mọi người. Ok thì mọi người chờ chút xíu nữa, anh em mình sẽ cùng đi thăm bẫy, dẫn mọi người đi trải nghiệm nha. Ok mọi người ơi, thì bây giờ là giai đoạn mà anh em đi thăm bẫy nha mọi người. Đây anh Võ Minh Phụng với lại Tùng Sâm hồi nãy, có anh Đức nữa, anh Đức với lại Tùng trên núi mới xuống, với lại Tùng trên núi mới xuống. Với là một người anh em đồng hành với Tùng đó nha mọi người. Thì bữa trưa ngày hôm nay thì anh em mình chuẩn bị đi thăm bẫy nha mọi người. Mà anh Phụng ảnh rủ mình chơi đó, kéo tay mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chiều theo ý anh Phụng. Vô nè. Vô. Khoan, để xô hàng mới được. Mình ở đây có chèn lên, kia có chèn lên. Kéo khẩu trang lên nè. Anh em đại nghĩa lên, kéo khẩu trang lên giùm cánh chéo. Đủ máu quá. Không chết vì dịch mà chết rồi mình đất. Trời. Anh nghĩ lên Phụng ơi. Thôi nghĩ Phụng ơi, đi thăm bẫy luôn đi. Thôi không được, được. Hợp rồi. Không có, để anh đây à. Để tao kêu xe cứu thương. Rồi, chưa. Xuống giữa đi. Rồi, 1, 2, 3, dứt, cố lên, gà che đá với gà nầu cố lên. Chưa gì. Trời ơi, chuột chạy nó mắt luôn rồi. Ê, chuột, chạy về ơi. Thầy em uống nước dừa quá, đầu nó hối tới cả ngày rồi. Thầy em uống nước dừa quá, đầu nó hối tới cả ngày rồi. Em chịu không có nổi nữa.
đây là một đối thủ khá là nặng ký. Võ ngồi yên. Ai út mà. Võ hoàng yên. Cái vụ này chắc nó đưa bọn đi đúng rồi. Đôi tay chân trụ nó mất đi cả trời rồi. Sao kỳ vậy anh, đứng không vững anh. Cái gì vậy? Thôi anh ơi, vô lòng áo vô đi, hồi cánh quá anh. Ai út mà. Hai này không đổ máu với Lào à. Hai này không đổ máu với Lào. Cùng mình đây. Đây vũ khí của anh Thuận nè mọi người. Đó, chuột lúa mới vừa vô trong kia, ăn trộm đựng con ấy lộn hốt đựng con rồi. Ui cái hổ hành. Ui con bự vậy. Quá đã. Ui cho này. Một con đầu tiên nha. Một con đầu tiên mọi người. Ok, đến cái điểm tiếp theo thì sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Cố gắng rồi đó. Cố gắng là có hàng á anh ha. Có động lực rồi. Ok mọi người ơi, ở trong này có một cái bẫy nha mọi người. Anh Thuận anh kêu mình thăm nè mà không biết cái bẫy nằm đâu. Tụi đi răng. Cái gì trời trời. Dính hậu hành. Dính răng, dính răng Thuận ơi, dính răng Thuận ơi. Đây 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 đây. Định dừng hụt rồi. Cái bá luôn. Hơn con nha. 2-1 hả? 2-1. Bữa đó thổi thì sẽ chết hả? Nhỏ nghèo quá không? Con nhỏ. Đây à. Tùng đâu? Ra đây này. Cầm vỏ lại bao lại. Đây. Con này khoảng mấy lạng anh Phụng? 2 lạng 3 lạng. 3 lạng hả? Tôi tặng món quà ha. Chưa. Tùng anh thương mày lắm Tùng ơi. Ai út đi mà. Tùng đâu? Tùng. Tùng muốn kia. Trời muốn Tùng huống kìa mọi người. Gắn bự quá mà nó bị nó làm gì anh? Nó hả? Anh á vượt ngục. Vượt ngục. Nó chơi ngu vậy. Cái này ta nói biết khổ vẫn làm nè. Biết khổ làm á. Biết chết vẫn đi á. Đang thiếu mồi á. Chỗ con luôn, chỗ con luôn. Đang thiếu mồi. Đang nhà người con thôi, dẹp mẻ á. Nó tông. Ngày một không anh? Nè nè nè. Tông đâu? Tông. Đấy, vậy không? Phải xuống. Liễn với tinh tay chọc. Tỏi. Ai út mà. Anh nữa. Anh nữa. Rồi nóc áo. Vô vậy chưa? Không nên sát sanh. Ok mọi người, giờ nãy giờ, sáng giờ thì anh em mình đi thăm về được nhiêu gắn rồi mọi người. Anh Đức thì giờ ngồi giải lao thuốc. Còn anh Võ Anh Phụng thì giờ ngồi gấp gió. Đúng rồi. Bị gì anh? Bị gì anh? Vô lẹ. Không lắm à. Quyền. Ok, ngày đầu tiên anh em mình gặp mặt cũng như là giao lưu thì anh Thuận với lại anh Đức có chiêu đãi mình cái số gắn này nè mọi người. Cái này là hồi nãy có ghé chợ quả, có ghé chợ mua mua cái gì xả, bún xả với lại tỏi, ớt hả? Tỏi với nó đơn giản củ cải trắng đúng lắm nó bụng. Ok bây giờ anh em mình sẽ chế biến món ăn nha mọi người. Đây tóm chuyện rồi anh ơi.
Được được chưa? Được, được rồi. Em thấy anh Phụng nằm anh ghê dữ lắm rồi đó. Ok, bây giờ mình lên mình thưởng thức nha mọi người. Đây. Đứng đứng. Ông Phụng ngủ. Dạ sao? Bây giờ ông ngủ rồi sao giờ? À, giờ ngủ rồi. Giờ tới ông chị gặp lại rồi. Dạ. Nhà em không có chú nhà nhang thì có. Nhà em không có chú nhà nhang thì có. Tất nhiên. Nó mô, nó mô, nó mô ha. Rồi, rồi. Ok, bây giờ anh giái tiếng Thái đi. Giái tiếng Thái. Ờ. Ngủ ngon. Ngủ. Sắm đúng lắm rồi. Ai chị Đà Lạt? Tham tham tham. Ai chị Đà Lạt? Tham tham ra. Ai chị Đà Lạt? Ngủ không? Giả ngủ. Đúng chưa? Cái gì mà khạp khạp? Cái gì mà nghe cạp 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 mà cái nghe khạp khạp nữa. Trời ơi trời, vậy là ông ngủ. Rồi giả ngủ quá cha. Trời ơi. Anh ơi, ở chỗ có bàn chạy mới luôn anh. Có bàn chạy mới rồi Hoàng anh. Trời ơi trời. Rồi xin ke có chưa? Ờ đúng rồi. Trời ơi trời, mở tủ lạnh là ra có liền. Đó. Tới cùng chị của anh chứ. Xin ke có chưa? Không được, xin ke màu vàng không được. Tin đúng không? Bây giờ xong cũng xong nấu cũng chín rồi anh Phụng anh ngủ rồi cũng giá tiếng nghiêng tiếng Thái mà cây gì anh Phụng cũng dậy rồi tới một dậy thì chưa anh Phụng bây giờ ảnh giờ là giờ ảnh xuống anh ăn đó bây giờ anh thử ơi coi sao nha. Vậy cầm chén lên anh. Không, cứ ăn miếng này trước cái đi. Ừ, test thử coi sao. Thử coi ăn được. Tay nghề em nấu được không anh? Miếng em đi dục chứ ăn. Tức là muốn em mở cái quán nấu anh. Mà nấu với Bomba anh em mình ăn à? Ai ốm mà. Mà nấu với Bomba anh em mình ăn. Rồi rồi rồi. Cho cái cảm nhận đó. Cho cái cảm nhận ấy coi anh. Củ cải này sao? Trời uống im luôn. Anh buồn ngủ rồi, vậy là anh còn buồn ngủ nữa. Thôi coi cái lên đi. Má nó khê. Phơi hả? Tơi lắm rồi sao? Còn chiếc xì ke nữa. Ừ. Ok mọi người ơi, bây giờ thì anh em mình mời tất cả mọi người cùng dùng cái món nói chung là chỉ có mãi ba lần thôi. Hầm củ cải. Anh mời anh em mình nha. Thôi. Rồi, mời ăn. Mời ăn. Ăn nhẹ không bình luận thôi. Mời các bạn nha. Đâu, để bình luận. Để test thử cái em luôn. Em cũng tới công chuyện đó, em nhìn thấy em cũng thèm đâu mà về cho mình dùng đũa luôn nha mọi người. Rồi thằng nào cũng tới công tới chuyện rồi. Đây. Dẫn nó về. No. Anh không bao giờ ăn mấy đó thiệt, mấy chính giữa nè. Mấy khúc ngon anh không bao giờ anh ăn. Đúng rồi. Anh chỉ ăn cái khúc đuôi thôi. Anh nói thiệt. Rồi sao ông bà sư ta có cái câu ăn đuôi thôi nha. Nhất cái đuôi nhì chỉ xuôi chỉ dễ xuôi. Này cỡ nào. Rồi. Nó chơi cái cỡ đó không? Chơi cỡ đó không? Chơi hạng nhất luôn á. Mẹ cảm ơn mọi người nha. Thì cái này là gần cái lỗ đít của nó. Hiểu rồi mà. Gần cái lỗ đít. Tao ăn to. Nãy gà lòng chuột quá. Hiểu rồi mà. Nãy nó nổ luôn mày. Nãy gà lòng chuột quá. Ừ. Nãy nó nổ luôn mày. Ăn đi. Ăn đi. Mày giống con tùng nữa. Rồi giờ anh em mình vô nha. Em cũng mời các bạn luôn nha. Năng ly. Thơm không? Trải qua bàn tay của tao rồi. Cái gì không ngon cũng ngon hết. Trời ơi, đầy ly chứ. Cũng chưa. Lắm rồi. Đúng rồi. Thèm bia. Thèm bia. Cuốn cuộn nhau pháp của anh thì những hơi đỏ đỏ chút. Trời ơi, lấy cái cuộn kia luôn nha. Mời mấy bạn nghe rung. Rung. Em lái chị ra. Còn xuống. Ngày nào cũng cỡ gì sao cỡ. Ái tình. Chết quá. Thù ơ. Má ta chết thì xì tiên quá. Ngày qua buổi sáng tính cho sơ. Năm trái. Không có. Buổi sáng đi uống 2 chai. Rồi chạy chỗ chạy gì nước mưa 1 chai. Nguyễn Linh chai. Rồi qua 1 tuần 3 chai, 7 chai à. Trời ơi trời. À, mà anh uống rồi. Uống kiểu đó sao chết. Ta chết nổi. Mình say nha. Say à? Chạy nhanh nổi. À. Thì còn không biết nữa. Nó lừng nó lần lần. Nó lần á. Cái gì nhà thấm luôn. À. Dùng đi. Quá đã. Trời ơi.
đây mời mọi người nha. Tao hết. Gỡ bào hả? Gỡ bào hả? Tao hết. Gỡ bào hả? Tao chừng gớt nha. Má gớt cái hầm găng giả khó coi lắm không anh? Ai út đi mà. Má gớt cái hầm găng giả khó coi lắm không anh? Mình cũng tranh thủ đi, nó bào quá làm lại đi. Rút đi. Đuôi cái kẹp hả? Đuôi cái kẹp hả Lực? Trời ơi, đuôi cho kẹp lễ bóc luôn nè. Ăn quá à, trời ơi, mình bóc luôn mày. Chơi không lại. Không được rồi, bây giờ mọi người sẽ cùng xem hai thánh này ăn nha. Trời ơi, giống mình bụng. Rồi, tới công chuyện rồi. Bóc luôn. Nhưng tao à, cái mèo đó tao à. Tao à, tao à. Tao à. Ừ, tao mày à, tao mày á. Dành ăn má la đó. Rồi em. Vô Phụng ơi. Vô chị Tin. Anh Phụng chị Tin. Anh Phụng chị Tin. Đây là Phụng chị Tin nha. Vô Phụng chị Tin. Ok mọi người, clip đến đây thì cũng khá dài rồi. Thì Huy cũng xin dành chút xíu thời gian nữa ở lại tiếp hai anh, cũng như là học hỏi một chút xíu gì đó ở kinh nghiệm đời sống. Ok, thì bây giờ em sẽ dành thời gian cho hai anh. Rồi ok, phát điện à? Em vô đi. Điện ai út mà. Ba em, ba em, nay mình là ba em. Ba em hả? Thôi mình anh là hai đứa. Mình anh hai đứa hả? Anh cân bằng nó được hai tay. Anh bên, 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 bên. Cái đầu của tao chưa? Tóc còn nhiều đúng không? Tóc còn nhiều. Cái đầu của tao chưa? Biết rồi. Này chuỗi tao còn nhiều, tao căng được. Mình đã căng được. Không bé gắn nào được cầu phóng nha. Mình đã căng được. Không bé gắn nào được cầu phóng. Có bữa chơi rồi xong cho bùn dừa trên trái. Ai uống rồi. Ok mọi người thì clip đến đây cũng đã dài rồi mọi người, thì Huy cũng xin mặt tất cả mọi người qua màn ảnh nhỏ này, cảm ơn anh Phụng cũng như là anh Đức Thế Công. Đã cho Huy cũng như là tất cả mọi người cùng trải nghiệm đi thăm bẫy rắn cũng như là coi cách anh Phụng làm bẫy rắn như thế nào. Ok thì cảm ơn anh Phụng rất là nhiều. Không biết là anh Phụng có chia sẻ gì với gia đình của em không anh Phụng? Thì nói chung đi với em rất là vui. Dạ. Từ trước giờ cũng rất là nhiều người hỏi đi giao lưu. Dạ. Mà đa số là xa. Dạ. Trong đó đặc biệt đòi đi giao lưu cua là anh vẫn đi. Dạ. Tại vì lý do nhiều người vẫn họ cũng chưa hiểu là đi rất là cực. Dạ. Như rắn bây giờ nè, mình có qua bên Đức. Năm nay có đi về đi viện Đức á, thì mình đệ nằm muốn vô lưu quay phim. Dạ. Ok, cái thằng đệ trước anh Phụng ơi, em qua vô lưu đi theo chơi hay là quay phim gì đó mình ok, nếu còn mà đi mất dừa thì mình cũng bị khác. Ai út đi mà. Là mặc đồ quá ông Phụng nha. Rồi anh em nào mà muốn qua vô bia cho nó lộn vô gì giao luôn ăn nhậu á thì được kiếm Đức Thế Công. Chơi hết. Đây đó là bên đây là dừa, bên đây là bia, còn đây là ca hát đó hết đệ luôn đó là đủ món chơi anh em. Ok mọi người, ngày hôm nay thì Huy vừa phát hiện ra thêm một cái nữa. Dạ. Bắt lên buồn hết. Ngày hôm nay thì Huy vừa phát hiện ra một cái nữa rất là đặc biệt. Anh Phụng là quê Cà Mau. Huyện Thới Bình. Huyện Thới Bình, còn Huy là huyện Nam Căn. Trời ơi, sát nách à. Sát nách. Ai uống mà. Nhưng mà hoa nách không? Sao? Mẹ. Thằng Tùng, chỉ sao mà giết nó. Thằng Tùng. Ok thì anh em mình nãy giờ cũng tạo một chút xíu gì đó không khí cho nó vui nhộn gửi đến cho tất cả mọi người thôi. Và nếu như tất cả mọi người yêu quý Huy cũng như là anh Võ Minh Phụng cũng như là anh Đức Thế Công cho thì, like một sai đừng quên like và để cho ủng hộ cho hai anh em mình nha mọi người. Ok và bây giờ thì ủng hộ cho mấy anh em thì anh em có một ngày nào đó thì rảnh rỗi thì anh em sẽ làm một cái tờ clip thì cũng như ngày thường đi thăm bẫy ăn uống hay là dụ như trong rừng này, nướng gắn đồ ăn kiểu trứng chân giả bình thường thôi các bạn ơi. À chậm cắm đốt được. Đâu tôi đốt luôn rồi. Đâu tôi đốt luôn rồi. Ok mọi người thì bây giờ anh em mình xin chúc cho mọi người sẽ có phút giây thư giãn thật nhiều niềm vui. Và bây giờ anh em mình xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau. Bye bye. Chào mọi người, chúc mừng đệ nha.